Alo. Alo, kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, 12 tây tháng 2 năm 2018. Chương trình Kha Dân Trí số 282 bắt đầu. Trước khi vào chương trình Kha Dân Trí vào ngày 12 tây tháng 2 năm 2018 thứ hai, Lisa mời quý vị và các bạn hãy nghe một bài nhạc xuất quân thuộc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vấn đề là xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình Kha Dân Trí. Trước khi vào chương trình, Lisa cảm ơn những món quà lễ Valentine gửi đến cho Lisa, đó là anh Hoàng Đỗ ở tại vị trí nhà đã gửi cho Lisa nước hoa. Lisa đã nhận được quà của anh. Lisa cảm ơn Tony Fox ở tại vị trí nhà luôn đã gửi cho Lisa Valentine
chocolate. Lisa xin cảm ơn nha. Và Lisa cũng cảm ơn luôn một anh ở tại vị trí nhà đã gửi quà cho Lisa một chai champagne để mà uống trong lễ Valentine. Anh này thì rất là dễ thương, cái gì cũng gửi cho Lisa. Sắc nước giai nhân say hồn ta, tình đến trong men cây nồng, trời đất quay cuồng theo, đời có bao nhiêu lâu nàng ơi tiếc gì nhau. Tình đến trong đêm trăng gầy, trời đất như cuồng say, tình đến trong cơn mê, đất trời say cùng ta. Người anh thầm yêu em, happy Valentine em, khi đất nước yên bình, anh sẽ đi tìm đến em. Mình sẽ gặp nhau trong bầu trời tự do của toàn dân tộc Việt Nam. Ngày đó, lũ quỷ ác Việt Cộng sẽ sụp đổ theo hồ chó đẻ xuống âm ti. Anh sẽ nắm tay dìu em đi trong bầu trời hạnh phúc của riêng ta. Cảm ơn anh nhiều lắm nha ông. Lisa rất là mong ngày đó sẽ được. Và xin cảm ơn một chú mà Lisa không tiện nêu tên ra. Lisa cũng đã nói phone với cái chú này rồi nha, với cái người này, với cái anh này rồi. Anh chị chúc em Lisa cùng gia đình một năm mới bền vững đấu tranh chống bọn côn đồ trộm lúa bán nước. Và chúc em cùng gia đình một năm mới vui vẻ, bình an, vạn sự như ý. Lisa cảm ơn anh đã lì xì cho Lisa 200 đô và 1.000 đô ủng hộ cho chương trình, cho tất cả những anh em chiến sĩ ba sạch ở trong nước. Để mà vấn đề là cái bằng là đấu tranh và vấn đề là giúp đỡ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Rồi. Chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay. Lisa xin thông báo cho quý vị và các bạn biết đó là ngày 12 tháng 2, 2018, em báo tin cho chị hay đã phát động cho nổ nhà máy Long Trời Lỡ Đất Thép Việt Hàn ở khu công nghiệp Quốc Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tin nhắn cho chị hay đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp vào sáng nay, ngày 12 tháng 2, 2018. Chiến sĩ của ta đã đột nhập thành công. Mồi nổ hạng 3 đã được cài lại vào lò luyện thép 3 tấn. Và khi đã cài vào rồi, lò luyện thép 3 tấn này đã tự động phát nổ. Một tiếng nổ long trời lỡ đất như là bom dội vào đã làm cho nồi hơi ở tại lò luyện phôi thép của công ty này nổ tung ngay trước Tết như đã dự định. Dư chấn lan ra tới gần 2 km đều rung rinh, người ta cứ tưởng là động đất. Bao nhiêu sắt thép đang nấu bắn tung ra tới tận ngoài đường, phía ngoài khu vực. Lũ đầu bò đáng để Việt Cộng khủng bố rất hoang mang và hoảng sợ trước vụ nổ ba sạch ngay giữa thủ đô của đảng để Việt Cộng Cộng sản vào dịp gần Tết. Toàn thể khu vực nhà máy thép đóng kín cửa, không cho ai được tiếp cận hiện trường. Thật nhục nhã cho cả một chế độ và bầy lũ dồi bọ bưng bô mù quáng. Riêng các anh em chúng ta đã rút lui trong an toàn và khải hoàn chiến thắng. Mà ngày nay, Lisa đã mở một bài nhạc sức quân để mà chúc đến tất cả mọi người. Tiếp tục chị cũng gửi lời chúc cho toàn dân tộc Việt Nam, những người nào yêu lý tưởng tự do nha. Còn những kẻ mà đầu bò mà đi theo đảng đĩ đó thì cứ việc tao chúc cho tụi bay ăn cứt nhiều một chút, ăn cứt của đảng đĩ nhiều một chút để mà đi theo đảng đĩ nha. Thêm một sự nhục nhã trước thế giới cho một quốc gia của đảng đĩ Việt Cộng Cộng sản chị ơi. Gần 2.000 công nhân đã bị xù lương trước Tết. Ôi thôi, cái lũ thoái tha đảng đĩ cầm sàng khủng bố với sự ngu dốt đần độn của chúng đã đẩy gần 2.000 công nhân Việt Nam vào cảnh bị xù lương trước Tết. Chúng làm ăn có uy tín và tạo điều kiện như thế nào với các hãng xưởng ngoại quốc mà càng ngày càng nhiều hãng xưởng ngoại quốc lại ỉa vào mặt mũi, ỉa trên đầu của bộ máy cai trị độc tài đảng đĩ ở tại Việt Nam. Chúng đã bắt đầu coi đảng lũ đĩ đảng Cộng sản Việt Nam không ra gì, bỏ ra hết Việt Nam, chỉ để lại những người dân vô tội, không lương, không bảo hiểm. Thật là nhục nhã và khốn nạn cho một chế độ khốn nạn độc tài. Người ở nước ngoài, người ta chỉ cần làm khó dễ là người ta cao bay xa chạy. Chỉ tội cho những người dân ngu cu đen ở trong chế độ bắt đầu chịu thiệt thôi. Đây là sự mà cai trị khôn nhà dạy chợ cầm quyền ngu si đần độn
bất tài, bất nghĩa và bất nhân. Vậy mà còn có những người dân Việt Nam vẫn còn tiếp tục u mê, ca ngợi chế độ, ca ngợi thằng Hồ, nghe những lũ chó đẻ, dư luận viên để mà ca ngợi. Đó, Việt Nam yên bình có con đỉ Visa gì đó, Lisa Vũ ở bên Úc. Con ngựa, má mẹ mày, con đỉ chó sức giàu gió cao tàn cố tổ của mày. Mày đi về Việt Nam, mày ở đây, mày ở bên Úc, xe đụng mày chết con đỉ mày à, mày luôn á, con đỉ Lisa Vũ. Nghe mày, mày tôn thờ thằng Hồ Chí Minh mà mày đi qua bên Úc, mày ở 30 năm, 20 năm để làm gì con chó kia. Mày lợi dụng người ta cho mày tự do dân chủ, mày nói được vậy thì bây giờ mày bưng bô cho Cộng sản đó, mày đi về đi, sao mày không về? Mày ở sức tự do như thế nào? Bao nhiêu người dân Việt Nam người ta còn mong qua người ta ở. Mày đi đi, mày đi về đi con ngựa. Nếu mày có lòng tự trọng, mày chửi tư bản, mày chửi những người Việt chống cộng thì mày đi về đi. Mày về mày ở với thằng Hồ Chí Minh, mày ra Ba Đình mày canh sát chết của thằng Hồ Chí Minh đi. Mày đi bú liếp những thằng chó đẻ, những này là ngoài bộ chính trị, thằng Trọng Lũ, thằng những này là Trần Đại Quang, thằng Nguyễn Xuân Phát Niệm đi. Đi đi. Đồ con đỉ, tao đào mồ quốc mã cao tàn cố tổ con đỉ mày à, mày lên đồ con đỉ ngựa Ly Sa Phủ. Cái thứ của mày, dòng họ tổ tông của mày là cái lũ mà kêu bằng thả chiếu trôi lên, thả diều trôi xuống. Đồ cái thứ mà kêu bằng con bờ, con bụi, con trụi lông tơ, con không hồ sơ, con không quốc tịch, con không lý lịch, con địch ra trò, con ho ra máu, con mắc lời kêu bằng là ăn máu lờ thay nước lã. Uống nước à, mà vấn đề là kêu bằng là uống máu lờ thay nước lã, ăn cướp thay cơm. Tao đào mồ quốc mã tiên nhân tổ đường dòng họ ba đời tám tông đầu lờ đích thớt của dòng họ mày tao đào lên trong cái dịp Tết Mậu Tuất này. Tao cho cả dòng cả họ của mày cao tàn cố tổ dòng họ bàn thờ mày tao đái tao ỉa lên trển lai sanh ra mày. Tại sao không sanh ra trứng gà trứng vịt mà sanh ra mày cho con đỉ? Hả? Mày mà gặp ta tao môi trứng non trứng già con non hằng nàng của mày á tao môi ra chứ mày đừng có mày ngựa. Đồ thức con chó. Bưng bô cho đảng đỉ. Họ tao bên đây làm. Chứ không lẽ bên đây vấn đề là ngồi không? Quen cái thói mất dạy rồi các bạn biết không? Đám bà con ông cháu cha đó bên nước Việt Nam nó ăn tiền của các bạn, nó ăn tiền tham nhũng của mọi người dân ở Việt Nam. Nó rủng rỉnh, nó chỉ ngồi để chơi lỉ không? Nó tưởng qua Mỹ là nó ngồi không có tiền. Qua Mỹ này là một cái cơ hội để các bạn làm, các bạn tạo ra đồng tiền. Và các bạn làm, các bạn tạo ra đồng tiền là các bạn hưởng thụ đồng tiền của các bạn. Lisa mở tiệm gần 20 năm có ai tới làm khó làm dễ. Lisa tạo ra đồng tiền, Lisa mua nhà, mua xe, Lisa chạy, Lisa làm chính trị, có ai làm gì được Lisa. Cho nên các bạn nghe những cái luận điệu của những cái lũ mà vấn đề là con cháu của thằng già Hồ Chí Minh uống máu kinh, ở bên Mỹ làm thấy mẹ không lẽ bên đây ngồi ở không? Để mà đi ăn là tiền hối lộ của người ta giống như là cái lũ khốn nạn con cháu thằng Hồ tôi bây à. Hả? Hả? Cho nên những cái luận điệu như vậy đó mà những người dân Việt Nam các bạn nghe để các bạn thấy được cái luận điệu khốn nạn. Ở đất nước tư bản ở bên đây là các bạn có tài, các bạn làm một năm có thể ra 1 tỷ đô la cũng được. Các bạn thấy cái gương cụ thể là Donald Trump đó. Các bạn thấy cái gương cụ thể là những tập đoàn Walmart đó, những iPhone đó. Các bạn thấy không? Một năm người ta có thể người ta kiếm được gần cả tỷ đô la. Còn các bạn không đủ chất xám thì các bạn có thể các bạn kiếm ra cả triệu đô la. Còn người thấp thấp hơn nữa thì kiếm ra cả 100.000 đô la. Còn thấp kém hơn nữa là khoảng 50.000 đô la. Còn nghèo hơn nữa là khoảng 20.000 đô la. Còn thấp hơn nữa là 10.000 đô la. Nhưng mà thấp nữa thì có chính phủ người ta cho tiền welfare food stamp để mà ăn ở nhà. Đâu có cho đói đâu. Cho nên bằng chứng cụ thể ở bên Mỹ các bạn thấy người nào mà không đi làm cũng có tiền welfare food stamp. Trừ những người nào homeless là những người đó người ta không đi làm, người ta phạm tội, người ta vấn đề là kêu bằng là xì ke ma túy. Thì chính phủ cho bao nhiêu tiền thì họ lấy họ đi mua xì ke ma túy, cho nên chính phủ không trợ cấp, buộc họ phải ra ngoài những cái field way để mà xin tiền. Nhưng mà họ có đói không? Thử kêu họ về sức cộng sản có ai dám về không? Không bao giờ dám về. Thà một người ăn mài, ăn xin tội phạm ở bên Mỹ, người ta vẫn yêu đất nước Mỹ như thế. Đó, các bạn phải hiểu như vậy. Các bạn phải hiểu như vậy. Có ai đi về Việt Nam không? Đó. Hello chị Lisa. Em hôm nay cung cấp cho chị nhiều tin vô cùng quan trọng về kinh tế và quân sự của đảng đỉ Cộng sản Việt Nam. Để cứu nền kinh tế đang nguy kịch mấy ngày nay, thị trường chứng khoán lao đầu phá sản, thì đảng đỉ Việt Cộng cho tung tin giả về lượng kiều hối. Vào sáng ngày 10 tháng 2, 2018,
Đảng Lý Cộng sản cho đồng loạt những tờ báo đăng lên nói rằng là ở quốc tế đã bắt đầu là tuyên bố và công nhận là kiều hối hồi năm 2017 lên tới gần 14 tỷ đô la gửi về. Vậy 14 tỷ đô la gửi về tại sao con dân Việt Nam đói? 14 tỷ đô la này đi đâu? Đi vào túi của mấy thằng chó đẻ ngoài bộ chính trị hay là đi vô thằng tổng lũ? Hoặc là đi qua ông cốt nội của đảng đĩ tụi bay là thằng Tàu? Ca ngợi lên là kiều hối về 14 tỷ đô la, vậy bây giờ sao? Tại sao? Đồng thời khoe rằng dự trữ ngoại hối tăng lên tới 57 tỷ đô la. Thật sự đây chỉ là con số do đảng đĩ Việt Cộng tự vẽ bài ra rồi đăng lên báo để mị toàn dân Việt Nam. Chứ không hề có tổ chức uy tín ở quốc tế nào mà công nhận và hoàn toàn không có sổ sách giấy tờ nào xác nhận cả. Số kiều hối cả năm 2017 chỉ có khoảng 4 tỷ đô la mà thôi. Tức là 4 tỷ đô la này gồm có những người dân Việt Nam đi qua Singapore, Hàn Quốc để mà làm ô xin, làm đĩ để lấy đô la đem về. Chỉ cần đô la đem về thì đảng Cộng sản có thể điếm ra và dự tính cho thấy rõ ràng chỉ có 4 tỷ đô la mà thôi. Tức là vừa kiều hối nó đem tiền về, rồi vừa những người công dân Việt Nam ra các cái mà môi trường để đi làm lao động ở bên đó khổ sai, đi làm nô lệ đó, làm đĩ, làm điếm đâu kia, để mà đem tiền về Việt Nam để ăn xài hoặc là đem về cho gia đình để đổi ra tiền già hồ, thì nó giữ cái đồng đô la đó, nó báo cáo cho thế giới biết rằng là nó có khoảng 5 tỷ đô la. Vậy mà bây giờ nó đăng lên tờ báo, nó nói là thế giới công nhận và đã điều tra cũng như là đã theo dõi cho biết được lượng kiều hối gửi về 14 tỷ đô la. Bây giờ tao cho rằng 14 tỷ đô la, vậy thì toàn dân Việt Nam đặt ra 14 tỷ đô la này ở đâu? Tại sao không thưởng Tết cho tất cả những người mà đi theo ăn cức của đảng? Tại sao? 14 tỷ đô la này ở đâu? Vào túi ai? Các bạn thấy cái lưu manh của chế độ không? Các bạn thấy cái lưu manh của chế độ chưa? Đó. Còn dự trữ ngoại tệ của đảng đĩ chỉ có vỏn vẹn 17 tỷ đô la. Trong đó 14 tỷ đô la là mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ. Chỉ còn lại trong ngân sách của đảng đĩ 3 tỷ đô la tiền mặt mà thôi. Số tiền 14 tỷ đô la dự trữ coi như kẹt luôn ở bên Mỹ, không thể sử dụng được, vì trái phiếu Mỹ thì phải tới kỳ hạn mới đổi lấy tiền được, chứ không thể tự dưng mà đổi ngang được. Nếu Việt Cộng cố ý bán trái phiếu Mỹ ra chợ đen thì các ngân hàng Mỹ sẽ biến liền và là có biến động bên Việt Nam. Dự trữ vàng thì chỉ còn có 5 tấn, còn thua cả nguyên một cái vương quốc Campuchia, vì Campuchia đã công bố có 12 tới 13 tấn vàng dự trữ. Tổng kết lại thì đảng đĩ Việt Cộng chỉ có 5 tỷ đô la kiều hối, 3 tỷ đô la tiền mặt và vỏn vẹn 5 tấn vàng dự trữ mà thôi. Mà vàng dự trữ 5 tấn này, trong đó hết 1 tấn là vàng quá chất của thằng Tàu Cộng gửi qua. Cho nên tổng giá trị tài sản chỉ có hơn 8 tỷ đô la cho cả một quốc gia từ Bắc tới Nam. Nhưng trong tuần vừa rồi thì Việt Cộng thua đau 30 tỷ đô la trong sàn chứng khoán, cộng thêm tới kỳ hạn trả nợ hơn 10 tỷ đô la cho Tàu Cộng trước Tết. Cho nên đảng đĩ Việt Cộng đang thâm hụt tới 40 tỷ đô la chỉ có 3 ngày. Mà vấn đề là vào tuần trước khi mà thị trường chứng khoán bị lao dốc và sụp đổ. Phía Tàu Cộng thì luôn đòi nợ Việt Cộng từ 10 tới 12 tỷ đô la mỗi năm vào trước Tết để bù vào tiền viện trợ vũ khí và tiền bồi thường chiến tranh biên giới năm 1979. Bản chất của Tàu Cộng là mưu mô, là xảo quyệt nên không bao giờ cho không cái gì cả, mà luôn tìm cách thu lại cả vốn lẫn lời. Tàu Cộng có số liệu là đã viện trợ bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu lương thực, chết bao nhiêu lính Tàu Cộng, tốn hao bao nhiêu vũ khí đạn dược để mà đòi nợ đảng đĩ Việt Cộng khủng bố. Chứ không hề cho không
dù chỉ là một hộp gạo. Tao cầm cứ nhằm dịp Tết mà đòi nợ Đảng đi. Vì tao cầm biết là trước Tết thì Đảng đi Việt Cộng sẽ có tiền kiều hối gửi về. Có kiều Việt kiều về du lịch, về ăn Tết, cho nên tiền ngoại tệ dồi dào bắt đầu đổ vào ngân khối. Cho nên Tàu Cộng lợi dụng để hối thúc Đảng đi Việt Cộng phải trả nợ cho Tàu Cộng trong dịp Tết. Thì Việt Kiều nó đem đô la về, không lẽ nó cầm đô la nó xài. Thì cầm đô la về thì đổi ra tiền thằng Hồ cho đẻ. Để mà lì xì, để mà cho người này, cho người kia, cho người nọ. Thì đồng đô la đó đổi ra thì nó nằm ở trong ngân khố. Mà nằm trong ngân khố thì tình báo qua Nam nó nhìn, nó thấy được. Nó thấy được thì nó phải đi qua để mà nó đòi, nó xiết tiền. Các bạn phải nên hiểu nó như vậy đó, khôn như vậy đó. Tình hình tài chính hiện tại của Đảng Đĩ Việt Cộng khủng bố vô cùng thiếu hụt. Vì mới thua lỗ 30 tỷ đô la mà còn phải trả nợ 10 tỷ đô la cho Tàu Cộng, trong khi kiều hối về chỉ có 5 tỷ đô la trong năm 2017. Nên đang thiếu hụt tới 35 tỷ đô la vào trước Tết. Với con số thiếu hụt này thì Đảng Đĩ Việt Cộng có đem hết tiền vàng dự trữ của dân ra thì cũng không bù đắp vào được. Vì vậy, Việt Cộng mới liên tục tung ra các tin giả về kiều hối và dự trữ ngoại tệ để đánh lừa quốc tế, nhằm dụ dỗ nước ngoài tràn vào Việt Nam để đầu tư thêm và đánh lạc hướng việc thâm hụt 35 tỷ đô la trước Tết. Đây là cái chiêu của Đảng Đĩ Việt Cộng đó. Sau khi rục rịch, bắt đầu Đảng Trung ương đã ra lệnh để mà đi những thằng ở trong miền Nam để cho nó đi ra khỏi ngành. Bởi vào ngành công an hoặc vào ngành giao thông là phải tốn một chập tiền. Cho nên những thằng đầu bò bắt đầu nó muốn sa thải những thằng công an. Cho nên nó bày ra là Tết tới chẳng những không thưởng tiền Tết mà còn phải bắt đi ra đường làm đĩ đực để mà đi lượm rác, y như là tội phạm ở bên Mỹ. Vui ghê không? À, bây giờ thâm hụt không có tiền bạc mẻ chứ. Bây giờ bắt đầu là cái bằng làm trò, bắt đầu là kéo đầu những cái thằng đầu bò này đi ra để mà lụm rác vào ngày đầu xuân. À, kéo đầu đi ra ngoài đường để mà đi lụm rác. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó. Vậy mà ngục. Đầu bò có Đảng Đĩ Việt Nam, đầu bò có Đảng Đĩ Việt Cộng vẫn ngục. Ngục và ngục và ngục. Ngục như vậy đó. Chị ơi, Hàn Quốc có biến lớn, thiếu tiền về nước ăn Tết. Du học sinh Việt Cộng đã cướp ngân hàng. Trời ơi là trời, cướp chỉ có 110 triệu won. Tổng thống hạ lệnh với tất cả du học sinh lao động Việt Nam chống cự có thể nổ súng và bắn chết tại chỗ. Ở bên Hàn Quốc đẹp mặt chưa? Đó, con cháu của thằng Hồ Chí Minh bây giờ không có tiền về quê ăn Tết, đi cướp ngân hàng chỉ dọn dẹn có 110 won. Mà vấn đề là tiền của Hàn Quốc thôi. Ở bên Hàn Quốc người ta đã đưa cho Lisa coi. Và nhìn Lisa có những cái tình báo ở bên Hàn Quốc, người ta cho Lisa là bây giờ cảnh sát họp lại và sẽ bắn chết con cháu của thằng Hồ Chí Minh, uống máu kinh ở bên Hàn Quốc nếu mà manh động. Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa? Mỹ từ chối nhập khẩu cát tra hung khói của Đảng Đĩ Việt Cộng. Chị hoan hô cái tin này. Chị hoan hô cái tin này. Cán bộ phòng giáo dục chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền của trẻ em trong dịp Tết. Đó. Ủa, 14 tỷ mà tại sao mà tụi bay không có lì xì mẹ gì hết trơn vậy? 14 tỷ ăn giọng no quá rồi. Người dân ở Việt Nam bán dưa hấu mà bắt đầu là tới để mà hốt người ta trong 3 ngày Tết. Các bạn coi khốn nạn không? Đó, người ta bán dưa hấu đó mà đi hốt vậy đó. Mày lục. Tội nghiệp bà này, bà đứng bà khóc quá trời. Bà nói lấy đi cái chế độ gì tôi đâu bắt xì ke ma tí đâu. Chị ơi là chị Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhờ con gái viết thư để mà xin lỗi. Con gái của Hoàng Phủ Ngọc Tường là Hoàng Dạ Thị Hiện đang sống tại Mỹ.
và đang lo làm thủ tục cho cha là Hoàng Phủ Ngọc Tường sang Hoa Kỳ để chữa bệnh tim và huyết mạch. Hôm nay, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã lên tiếng xin lỗi về những hành động dã man của mình, giết hại chính đồng hương ở tại Huế, miền Trung vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Đó. Thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường nó đã ra công nhận, nó đã khai làm nhân chứng như vậy rồi, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay còn ăn mừng không? Còn chối nữa không? Chị ơi, thằng Tào Cộng mặt heo với con ca sĩ Phi Nhung, nó mị người dân, nó kêu gọi quảng cáo uống nước trà xanh nữa kìa chị. Chị báo cho toàn dân biết đừng có uống nước này. Tết này chị la làng cho toàn dân đừng có uống trà xanh. Nó pha sẵn luôn chị yêu, để cho nó phá sản chết cái mẹ nó luôn đi chị. Được, không sao hết. Chị Lisa ơi, em làm ở công ty cổ phần cơ khí Kiên Giang. Lúc trước chị lên nói giùm anh em công nhân bọn em về thằng chó quản đốc ở xưởng bê tông tên Phạm Hùng Liệt. Thằng chó này nó hút máu và ăn tiền anh em công nhân và còn chửi mắng sỉ nhục anh em công nhân dưới xưởng chị ơi. Bắt anh em công nhân làm từ 6 giờ sáng cho tới 23 giờ tối. Lương chỉ trả có 3 triệu đồng. Tết này tiền thưởng của anh em mà nó không trả luôn. Thằng chó quản đốc nói tại mấy mày không làm tốt công việc nên ở trên giám đốc giữ tiền không trả thưởng. Thằng nào nghe theo làm tốt mới trả. Chị ơi, hãy lên tiếng giùm vì đây là công ty chuyên làm trụ điện không đạt chất lượng. Không đạt chất lượng mà bây giờ quỵt tiền của các em thì các em hành động cho chị đi. Chứ lên nói nó cũng không có trả cho các em đâu. Hành động mẹ nó cho chị. Hành động như thế nào thì chị các em biết rồi đó. Hành động như thế nào thì các em biết rồi. Chị không cần phải nói nữa. Chị ơi, lá thư của cô giáo hiệu trưởng ở trường miền cao Bắc Việt vì sự đói nghèo năm nay ở miền núi, muốn gửi một bức thư cho thằng Trọng Lú nhưng mà không biết làm sao, cho nên cô giáo này nhờ em gửi cho chị. Gửi cho chị để nhờ chị đọc lên chương trình. Gửi Nguyễn Phú Trọng tượng đài cháu chẳng thích đâu, cổng chào nghìn tỷ còn lâu mới cần. Cháu cần áo để ấm thân, giữa đông giá lạnh thêm quần mặc thôi. Cháu thèm được học được chơi, bằng nữa các bạn dưới xuôi là mừng. Tết đến được ăn bánh chưng, không phải mệt mỏi vô rừng đào măng. Trung thu được ngắm chị Hằng, được vui pháo nổ ông trăng ven đồi. Nhưng mà chỉ ước vậy thôi, bản em nghèo lắm, quen rồi từ lâu. Giá mà có được cây cầu, qua con suối dữ nước sâu nó gầm. Có đường đi đỡ mỗi chân, không bị gai xé áo quần cứa da. Tối đến được ngủ trong nhà, bớt nghe gió hú rồi cà điếm sao. Cái bụng hết đói cồn cào, không soi ốc ách cứ gào cả đêm. Phải không Trọng Lú tham ô, bọn chúng ăn hết thì chúng em ăn cái gì? Cô giáo ở miền xuôi làm một cái bài thơ để mà gửi cho Lisa đọc cho mọi người nghe. Đọc cho chị, đọc cho mọi người nghe đó. Lợi dụng dịp Tết thì ngân hàng của Đảng Đĩ Việt Cộng đã ăn chặn hết tiền kiều hối do Việt Kiều gửi về. Mới nhất là ngân hàng Đông Á đã ăn chặn hết 10.000 đô la Mỹ của một Việt Kiều Mỹ gửi về. Thay vì Việt Kiều Mỹ gửi đô la về, ngân hàng lấy hết, nhưng người nhà bên Việt Nam thì không nhận được một đồng nào. Sau đó khi bị phát hiện ra thì ngân hàng Đông Á đổ thừa là do anh nhân viên thử việc tự ý ăn chặn tiền kiều hối để bỏ túi riêng chứ không phải lỗi của ngân hàng. Còn số tiền 10.000 thì đã mất luôn, hiện chưa giải quyết được. Đây là thí chốt mà thôi, vì nhân viên thử việc
thì làm sao đủ quyền hạn và khả năng để ăn chặn được tiền của kiều hối trên 10.000 đô la? Mà chỉ có ngân hàng Đông Á đã ăn chặn kiều hối, các ngân hàng khác cũng đang ăn chặn kiều hối, có khi toàn bộ 100%, có khi 10%, có khi 20% số tiền gửi về. Ngân hàng chỉ cần cố tình ép tỷ giá mua ngoại tệ cho thiệt thấp thì người bên Việt Nam sẽ phải nhận ít tiền hơn. Việt kiều gửi về bao nhiêu thì các ngân hàng đã ăn chặn hết. Người bên Việt Nam chỉ nhận được số tiền nhỏ hơn số tiền Việt kiều gửi về. Vì vậy Việt kiều không được gửi tiền kiều hối về Việt Nam nữa. Vì có gửi thì cũng bị ăn chặn hết. Thay vì 1 đô la đổi tới 30.000 thì đảng bị nó ép chỉ có 23.000 hoặc 22.000 đồng tiền già hồ. Cho nên nó đã ăn chặn từ ở chỗ đó. Ngân hàng Đông Á đổ thừa là anh nhân viên tự thử việc, tự ý già trừ ký của khách hàng để ăn chặn 10.000 đô la kiều hối. Thằng nào ngục gì? Thằng nào mà gửi tiền về 10.000 đô la vậy tao bay tịch thu cho tao đi. Quy định đâu cho gửi về 10.000. Đó. Vì bị thâm hụt tới 35 tỷ đô la nên đảng để Việt Cộng đã hết tiền để đưa vô thị trường. Do đó các máy ATM đều không đủ tiền cho dân rút ra. Tại các khu công nghiệp xung quanh thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh thì máy ATM đang bị sự cố, làm cho công nhân phải xếp hàng chờ 4 tiếng mới có thể rút được vài trăm ngàn đồng. Số lượng công nhân xếp hàng đã lên tới mấy chục ngàn người, có khi phải chờ 6 tiếng mới tới lượt rút tiền. Tình hình thiếu tiền ngày Tết đã vô cùng nghiêm trọng. Càng tới gần Tết thì càng khó rút được tiền. Nhưng giá cả thì vẫn tăng liên tục mỗi ngày, chứ không bao giờ dừng lại. Lúc này mọi người dân phải lập tức đi rút tiền trong ATM và tài khoản ngân hàng ra để tránh bị kẹt tiền thì sẽ khỏi có tiền ăn Tết. Đây là hình ảnh mà chỉ có sứ thiên đường của đảng đĩ mới có. Các bạn coi, người dân đứng xếp hàng để mà chờ rút tiền, tiền nó nuốt thẻ, máy nó không nhả tiền ra. Đứng chờ hoài, một người rút tiền chờ gần nửa tiếng đồng hồ cũng không rút được tiền. Hậu quả là một dọc người dài để mà đi xếp hàng để mà rút tiền. Các bạn thấy bên Mỹ có cái tình trạng này xảy ra không? Không có. Không bao giờ có cái tình trạng này xảy ra ở bên Mỹ cả. Chỉ có bên cái xứ của cái đảng đĩ, cái tảng thổ tả mới có. Chứ ở bên đây làm gì mà có. Làm gì mà có được. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Đây là cảnh mà những này là người tới ATM để mà đứng nó nháo trong dịp Tết để rút tiền. Nói rồi mà người dân cũng khổ, hãng nó đâu có trả tiền đâu. Nó đưa cho cái thẻ, tiền tự động vào trong thẻ để mà những này là đi ra ngân hàng rút tiền. Cảnh Tết nhất tới nơi rồi đứng xếp hàng với nhau để địch cho hửi. Thậm chí chán nản quá, đứng gần 3 tiếng đồng hồ, bà nội này bà ngồi bẹp xuống luôn, bà xăng quần lên. Đó, các bạn thấy không? Đó, trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa nó là như vậy đó. Ở bên Mỹ làm gì có cái tình hình này. Đây là tình cảnh của dân chúng mà xếp hàng như làm đó. Các bạn thấy để mà đi rút tiền ATM. Đó, các bạn thấy không? Đó. Khốn nạn như vậy đó. Sau khi mà một dòng người đông nghẹt để mà chờ rút tiền thì tự động có một người nhân viên từ trong ngân hàng chạy trở ra. Sau khi chạy trở ra rồi thì bắt đầu nhân viên ngân hàng chạy trở vô và bắt đầu la làng lên là người dân đông như kiến cỏ ở bên ngoài. Thế là nhân viên ngân hàng đã cầm một cái bảng ra và cho dán toàn ten lên là ATM đang bảo trì, xin vui lòng quay lại. Đẹp ghê không? Thấy lượng người đông quá mà bây giờ tiền không có cho nên chạy vô bắt đầu là ghiên cái tờ giấy ra treo toàn ten là ATM
đang bị bảo trì, cho nên vui lòng trở lại sau Tết. Bắt đầu là nguyên một bầy như dịch tàu, bắt đầu là ùa nhau, bắt đầu là trời ơi là trời, điệt mẹ nó, điệt ông nó, điệt bà nó, Tết nhất tới nơi làm ăn cái kiểu gì kệ mẹ mày. Việc cộng hết tiền, cho nên nhìn thấy lượng người rút tiền, cho nên lập trình cho ATM ngưng hoạt động để người dân không thể rút tiền ra được. Ai ai đưa thẻ vào thì máy ATM trả lời là vì sự cố cho nên tiền rút ra không được. Vui ghê không? Đó, bữa nay là 27 Tết rồi, rút ra đi, không kịp. Thậm chí bắt đầu mọi bà đó bà vừa chửi lên là điệt mẹ nó, tiền bạc để vô bữa nay 27 Tết rồi, đi rút ra để mua thịt đồ về cúng ông bà chứ. Thì có một nhân viên ngân hàng chạy ra nói, trời ơi cúng kiến cái gì, thì bây giờ vấn đề là tạm thời khỏi cúng kiến đi, coi như là ngân hàng giúp đỡ cho bà. Tết nhất tới nơi ai ai cũng ào ào đi mua thịt, đi mua đồ về, cho nên bây giờ ngân hàng vấn đề là gặp sự cố như vậy thì kể như qua Tết thì bà ăn sao, kể như là khỏi có tiền bà cứ đợi qua Tết đi, thì thịt heo rẻ, cái gì cũng rẻ hết, lúc đó bà cho ông bà ăn Tết sao cũng được vậy. Thế là bà này chỉ có nghe có lý, rồi bắt đầu là quải giỏ đi toàn ten về, không mua được miếng thịt nào để cúng Tết. Thấy bà nội nào mà dân mà trước đây là cái bằng là mẹ nó ra là ngu ngơ đó, mà đứng mà chửi la làng lên thì đưa người nhân viên ra chim mồi. Trời ơi cái này hên cho bà đó, chửi gì sao hên, trời ơi tôi không rút tiền được ăn Tết làm gì hên. Thì ăn Tết sao, ông bà mình ăn sao, Tết có sao đâu, người ta ùm ùm người ta đi mua thịt thay gì trước đây là cái bằng là 50.000 kg để mà trước đây là về cúng ông bà, thì bây giờ nó tiền nó không cho bà rút thì bà về bà ngồi bà chan nước mắm bà ăn đi, rồi bắt đầu bà đợi cho qua Tết rồi thịt heo bắt đầu nó sụt xuống còn có 10.000, bà mua về bà cúng ông bà kêu ông bà của bà trở lại. Bởi vì đảng Địa Cộng sản là đảng vô thần, cho nên có ông bà mẹ gì trong nhà chỉ có thọt cái hình của thằng Hồ Chó Đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh là đủ rồi, khỏi cần cúng ông bà mẹ gì. Ăn Tết sao cũng được mà, đâu có sao đâu. Rồi bắt đầu là nghe bùi tai quá, bắt đầu mấy người này mau mau chạy cả gì. Tin thâm hụt 35 tỷ đô la và kiều hối giảm còn 5 tỷ đô la đã bị lộ ra ngoài, nên giá vàng đã tự nhiên đột biến tăng vọt bên Việt Nam ngay trong ngày Chủ nhật 11 tháng 2, 2018. Nguyên nhân là bị lạm phát phi mã, giảm kiều hối và cạn kiệt vàng dự trữ trong nước nên làm vàng khan hiếm, đẩy giá vàng tăng cao thêm. Chỉ trong một ngày mà giá vàng lên 200.000 đồng một lượng vàng, làm người dân không kịp trở tay và lạm phát tăng cao lên tận mây xanh liên tục. Người cố tình làm lộ tin mật này chính là Ba Dũng. Phe phái của Ba Dũng đã mua chuộc được cán bộ cấp cao để lấy hết các tin tuyệt mật, nên tin gì nó cũng biết. Ba Dũng không còn làm thủ tướng, nhưng tin gì mà Xuân Phúc biết thì Ba Dũng cũng biết. Bên công an và quân đội có tin gì cũng không qua mắt được Ba Dũng. Mục đích của Ba Dũng là tung tin mật ra ngoài để tài phiệt nước ngoài rút vốn, để người dân mua vàng, mua ngoại tệ nhằm đẩy giá vàng ngoại tệ lên để gây siêu lạm phát, đánh sập kinh tế nhằm ép phe trầm lũ và phát niệm phải thối vị. Ba Dũng đang dùng chiêu kinh tế để đối đầu với quyền lực chính trị của trầm lũ phát niệm. Ba Dũng biết là trầm lũ sẽ đánh tổng lực sau Tết nên phải tấn công vào kinh tế từ trước Tết để gây khó khăn cho phe trầm lũ trong bộ chính trị. Từ đây tới qua Tết thì sẽ còn nhiều tin tuyệt mật bị Ba Dũng cho lộ ra ngoài để đánh phá phe trầm lũ theo Tàu Cầm Bán Nước và thằng Phát Niệm. Lúc này các tin tuyệt mật đã lộ ra hết, nên nước ngoài đang rút tiền ào ạt ra khỏi Việt Nam. Vì vậy người dân phải đi mua vàng và ngoại tệ ngay từ lúc này để bảo toàn tài sản. Tự nhiên mấy cái ngày trước tuần rồi, ngày thứ bảy nó nói vàng lao dốc, ai nấy cũng là ế hết trơn, không có bán vàng ra được. Mặc dù nó giá bộ nó dụ cho vàng xuống giá nhưng mà đâu ai mua được. Bởi vì nó giá bộ nó dụ vàng xuống để các bạn vô mua mua vàng quá chất. Rồi thấy không ai đi mua vàng quá chất, cái tự nhiên tới ngày Chủ nhật cái tự nhiên vàng nó lên ào ào.
để nó dụ người dân đem vàng thiệt ra bán đó. Chứ bộ nó làm cái chiêu này là vàng nó lên ào ào, ai ngu mà xách vàng thiệt của mình ra bán lấy tiền vào hồ thì càng chết. Đùng một đêm ngủ thức dậy nó đổi tiền là thể như mất trắng luôn. Mỗi một gia đình chỉ được quyền đổi quy định chỉ có 200 ngàn hoặc là 500 ngàn để mà lấy tiền mới. Mà chỉ dòng cho đổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi hoặc 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn những người nào mà mẹ mà ăn cứt đó mà tiền ở trong ngân hàng mà bỏ trong ngân hàng nó tự động mẹ nó đổi luôn ở trong ngân hàng cho. Hoặc thậm chí nó đéo thèm đổi luôn. Ngục là vậy đó, Lisa cảnh báo rồi. Mà mọi người không nghe thì coi chừng. Nha. Vì quá cạn kiệt tiền bạc cho nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cho đàn em đi thanh tra 2-3 bộ ngành mỗi tháng để mà vơ vét tiền bạc hối lộ. Phát niệm lấy cớ là phải kiểm tra công việc thanh tra tham nhũng để xua đàn em đi tới từ bộ ngành để mà xin tiền điệu. Bộ ngành nào cho tiền thì thanh tra sẽ cho qua để đem tiền về chính phủ. Còn không cho tiền thì sẽ không cho qua, sẽ ghi báo cáo xấu, kê ra đủ thứ chuyện để đưa lên cho Phúc Niễn thanh trừng, ký giấy để mà rút giấy phép kinh doanh. Đây là chiêu lợi dụng việc công để vơ vét bò túi của phe cánh Thủ tướng Chính phủ Phát Niễn. Để có tiền cống nạp cho Phát Niễn thì các bộ ngành phải vơ vét nhũng nhiễu người dân và tất cả những doanh nghiệp. Như vậy thì qua Tết, người dân và những doanh nghiệp phải chuẩn bị coi chừng nó sẽ đè đầu cởi cổ ra để đóng đủ thứ thuế hết. Thậm chí người ta bán dưa hấu ở lòng lề đường cũng phải đưa tiền. Người nào mà chống không đưa tiền thì nó sẽ kiếm chuyện lại, nó bắt y như cái bà mà bán dưa hấu mà Lisa cho các bạn coi ở trên mạng những cái video vậy đó. Cũng cùng một dãy đó, người ta cũng ngồi mép bên vỉa hè bán những ngày Tết thì nó không có hốt. Là bởi vì sao? Là bởi những người này đã biết chung chi. Tức là nó tới nó hỏi sao biết điều không? Nó biết điều tôi cho bán 3 ngày Tết. Bà nội nó bảo nó giờ biết điều sao vậy? Thì đưa 2 triệu. Trời ơi, thông cảm đi, bán đâu có lời đâu. Trời ơi, năm nay cây kẽn rồi bán không có được nữa. Người dân nó không có lời. Cho bớt bớt được không? Giờ muốn bớt không? Kìa, thấy chiếc xe nó lù lù lên không? Muốn bớt không? Bớt người ta hốt mẹ nó hết trơn. Ba cái dưa hấu xồi bưởi được kia tao thảy lên trên xe. Bà nội này bà chịu không nổi cho nên phải móc ra 2 triệu đưa. Móc 2 triệu rồi rốt cuộc bây giờ bán cũng không được chứ trơn. Giết liều mạng luôn. Còn cái bà nội kia bán dưa hấu không chịu đưa đồng bạc nào trơn, bán ngồi đó thì bắt đầu nó tới nó kiếm chuyện, nó hốt hết dưa hấu chơi vậy. Nó kêu đem vô trong nhà để trong nhà tắm đó. Mà các bạn nghĩ coi, các bạn buôn bán mà mấy ngày Tết ngày tư mà các bạn đem vô trong nhà, các bạn nhốt ở trong nhà thì ai thấy đâu mà đi vô mua. Không cho đem ra để ngoài trước cửa, phải đem giấu tuốt ở trong nhà. Bây giờ chịu không nổi, để trong nhà thì ai thấy đâu mà mua. Cho nên chịu không nổi phải đem chân ra bên ngoài. Mà hễ chân ra bên ngoài thì phải lòi tiền ra cho những thằng đầu bò. Những thằng đầu bò lấy tiền của những doanh nghiệp này mới là cúng chùa cúng miễu cho ông ngoài trung ương là thằng Phát Niễn. Cho nên những người dân ở Việt Nam còn ngây thơ lắm. Hãy đụng tới cái trời ơi, tôi đi ra ngoài Hà Nội, tôi đi ra trung ương, tôi gặp chủ tịch nước, tôi gặp thủ tướng chính phủ, mẹ nó cười lên trên đầu. Đồ xuất ngục. Sở dĩ mà những thằng cấp dưới mà nó làm như vậy là do chỉ thị của những thằng cấp trên. Những thằng cấp trên nó yêu cầu cấp dưới phải lội tiền ra. Còn không lội tiền ra là nó cho sa thải. Đi vào làm ngân hàng cũng vậy. Tức là thằng giám đốc ngân hàng nó phải lo lót để nó còn được cái ghế là giám đốc. Thì ai xin vào ngân hàng phải có quà cáp, phải có bao nhiêu cây vàng, phải có bao nhiêu ngàn đô la. 100.000 đô la thì nó cho vô làm được 3 tháng. Nó canh me cho làm khoảng chừng 3-4 tháng hoặc 1 năm thì nó kiếm chuyện, nó giãn biên chế, nó cho đi về vườn. Để mà nó nhận cái tốp khác vô, nó có 100.000 đô tiếp tục nữa. 100.000 đô đó không chỉ riêng thằng giám đốc ngân hàng ăn, mà phải chi ra cho thằng thủ tướng. Bởi thằng thủ tướng cho thằng giám đốc ngân hàng, mà nó ngồi tại chỗ, thống đốc ngân hàng nó ngồi tại chỗ, thì nó phải có tiền của những thằng đầu bò ngân hàng. Công an cũng vậy. Thằng công an nào mà làm trưởng công an ở đó, thì mày nhận những người mới vô, thì mày phải lội tiền ra cho tao. Hễ thanh tra ở chính phủ trung ương đi vào là bắt đầu phải biết điều, đưa bao thơ để tao điếm coi như thế nào.
Thậm chí chị nghe kể đi tới cái công an rồi, thằng giám đốc công an tỉnh của An Giang bắt đầu là kêu bằng là trung ương vô điều tra, bắt đầu nó đãi ở cái phòng tiệc nhà khách xong xuôi rồi nó đưa một cái bao thơ toàn là tiền đô không, khoảng 20.000 đô. Thì thằng này gọi điện thoại nói là chỉ có 20.000 đô thôi. Thì thằng phát niễn nó nói đủ mẹ bộ ăn mày hả. Bắt đầu thằng này nó mới nói, nói các đồng chí tưởng sao là thủ tướng chính phủ là dân ăn mài hay sao mà để cho một giám đốc công an ăn biết bao nhiêu tiền, đưa có 20.000 trong một năm là sao. Nói dạ 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 thôi thì tôi thêm 30.000 nữa, tức là 50.000 đô để tôi gọi để đem ra 50.000 đô, chứ nhiều hơn nữa tôi không có kham được. Cỡ này người dân nó làm ăn kinh tế ế ẩm cho nên nó không có đưa nhiều. Bây giờ quách nó liều mạng nó chịu chết chứ không có moi tiền của nó, cho nên nếu mà tôi đưa thêm 100.000 đô là tôi phá sản tôi sao, cho nên mau mau vô lấy 30.000 nữa. Bắt đầu thằng này gọi điện thoại, dạ giờ nó chịu lòi ra thêm 30.000 nữa. Thì thằng phát niệm nó nói đủ mẹ đéo bà, nó đủ mà đúng là cái lũ giám đốc công an ở trong cái lũ Nam Cộng này, mẹ nó cắt chức mẹ nó hết ráo, cho toàn là trung ương ngoài Hà Nội đi vào, cho tình báo qua Nam vào, khỏi cho cái lũ mà đầu bò ăn giá đổ này mà làm. Mẹ cả năm trời mà nó tưởng sao là chính phủ ăn mại sao, mà đi ra thì mẹ thanh tra tới đưa có 20.000 đô. Chị nghe kể mà chị không tin vào mắt mình, mà đây là một nguồn tin tuyệt mật mà đã kể cho chị nghe. Chị không nói tên cái người kể cho chị. Thì thôi, chương trình không cho phép, thời gian cũng hết. Lisa thân ái, chào các bạn, gặp các bạn lại trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.